Vinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Quán Bốn Mùa. Thưa quý vị, bên cạnh giới thiệu đến quý vị những món ăn ngon, bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe, thì chương trình còn mang đến những câu chuyện vui nhộn xung quanh cuộc sống của chúng ta. Câu chuyện của chương trình kỳ này mang tên Đâu Phải Tại Em của tác giả Thanh Nhàn. Mời quý vị cùng theo dõi. Không biết làm cái gì mà cả tuần lễ nay miệng mồm lạc nhách, không biết. Vợ tôi cũng đi chợ đâu biết mua gì cho tôi ăn đây nữa. Trời ơi, đi chợ gì mà lâu quá trời vậy? Bà ra chợ bộ có đứa nào nó giật tiền của bà hay sao mặt mày bà quạo đeo à? Còn giật thì có. Mệt thì mồ. Giờ mặt ông mệt thêm nữa. Thứ đâu để cái râu cánh kiến thì ghét. Trời đất ơi. Bà nó ngộ ghê không? Hồi thương nhau bà nói tôi mê ông là vì cái râu của ông đó. Tôi lấy ông là vì bộ râu của ông đó. Trung tâm gây mê của đời tôi. Giờ ghét rồi cái nói thấy ghét ha. Hồi xưa ông trẻ cái mặt ông nó thon gọn để râu dầm đẹp. Giờ già rồi mặt như cái bánh bao vậy. Thôi. Để râu dầm nó ớn. Người ta nói khi thương trái áo cũng tròn, ghét cái bộ hòn cũng méo mà. Giờ bà ghét tôi rồi bà nói sao cũng được hết trơn. Mệt. Rồi bữa nay cho ăn gì vậy? Hộp vịt. Ê, món mới hả? Hộp vịt. Trời ơi. Cù Nam sáng cho nó ăn trứng. Ờ còn chị trứng là ăn trứng. Ủa vậy mình ăn gì? Rau má nữa hả? Rau má bột canh tiếp. Trời ơi bà ơi bà. Một tuần lễ nay là miệng mồm tôi lạc nhách ăn không biết ngon là cái gì hết trơn á. Bà cứ cho ăn rau má bột canh hoài vậy. Lạc lát cho miếng muối vô cho mặn thêm. Nữa. Vậy cái tôi hỏi ông nè, vật giá ngoài chợ cái gì cũng leo thang. Mà tiền á thì chẳng những không leo thang mà không thấy luôn. Ủa ông chạy xe cái kiểu gì vậy? Ông đi xe kiểu gì tôi không thấy đồng bạc hết. Thì dĩ nhiên là chỉ có bột canh và rau má. Nói gì bà, làm như tôi muốn chạy ra đường kiếm tiền vậy. Trời ơi, thời buổi khó khăn mà. Đâu phải lúc nào cũng nhiều tiền đâu. Giờ muốn ăn bào ngư với cá không? Sao không muốn? Muốn ăn hải sâm hải tiền gì không? Sao không muốn? Tiền. Có tiền là có tất cả, còn không tiền là không có gì hết nha. Chuyện với bà tôi mệt quá. Mệt gì? Nói với ông nói được á, bởi vì tôi ghét ông ghê vậy. Mà sao giờ này nè, ông còn ngồi ở đây hả? Tại sao mới chạy xe ông ra ôm đi? Kiếm được cuốc nào hay cuốc đó. Trời. Bộ bà tưởng tôi không làm hả? Sao bà biết tôi không làm? Tôi đang ngồi tôi chờ cô Thơ nè. Tại vì bữa nay á, cô nói là cô không muốn đi buổi sáng, mà buổi trưa cô có một chuyện, chờ cô qua đi nè. Trời ơi, cái động cái gì trời vậy? Động đất ghê chưa ha. Con vợ nhờ chở đi chợ đó. Bà vô trong chợ bao lâu? Tôi nói chừng 10 phút à. Thôi 10 phút lâu quá, chờ không nổi đâu. Bà biết 10 phút qua tôi chạy một cuốc tôi kiếm được nhiêu tiền không? Vậy từ hồi sáng tới giờ đợi cô Thơ chạy được không? Rồi cô Thơ có trả cái tiền mà chờ từ hồi sáng tới giờ không? Không chở cái gì? Thì không chở thì tại sao phải chờ? Trời ơi, mình là khách cổ, là khách quen của tôi. Tôi chở cổ mỗi ngày, tự nhiên giờ chờ có chút xíu lấy tiền sao được? À, vậy khách quen hả? Vậy tiền đâu? Tiền của bà Thơ đâu? Thì cổ nói là chở rồi cổ thiếu. Thiếu tôi thiếu hả? Rồi. Thiếu thì bột canh rau má. Anh Bảy ơi, chở đi Bảy. Chờ một chút, anh ra liền. Thấy ớn không? Thôi có khách rồi cổ Thơ. Khách gì? Nghe bà kêu cái sốt sắng quá ha. Tôi nói cho biết trước nghe chưa, đừng kể mà thấy gái á. Cái mặt ông ấy như là hai đèn pha. Tôi nghi lắm nghe chưa. Chẳng những ông chở bà Thơ là đi công chuyện ha, mà tôi nghi hai người giống như là ông kết bả phải không? Kết gì? Mà nói gì kỳ vậy? Người ta là khách của tôi. Anh Bảy ơi. Thôi tôi đi nha. Nè, báo cho biết trước nghe chưa. Gì? Chở nó đi ha, mà chiều nay mà không có tiền về hả là canh á, là rau má bột canh biết chưa? Tôi biết rồi. Nè. Gì? Đội cái nón đi. Không thôi là trời nắng bệnh về báo vợ báo con nữa. Trời khổ quá. Anh Bảy, hả? Chở em đi, bộ không vui sao mà cái mặt chỗ ụ vậy? Trời ơi, vui chứ sao không vui. Phải chi mà con vợ già của anh mà nó mềm mỏng được như em cái đỡ quá. Làm gì được. Em xích ra cho anh đi. Dạ. Mình nè. Cô Thơ. Dạ Thơ đi. Đồng ý là cô đi xe ông đa ôm nha. Nhưng mà không cần phải ôm sát rạc vậy. Bởi vì cái ôm đó là có chủ rồi, mà chủ là tôi nè. Không ôm té làm sao? Thôi mà. Ở đây té rồi, đằng đó có đủ tiền lo không? Cổ là khách mà, thôi tôi đi nha mình. Thôi, em đi nha chị Bảy vui vẻ. Mà cái mặt không có vui. Thôi mình đi. Tao mà trúng số hả, tao cho mày luôn cái xe, khỏi kêu chồng tao chạy xem đa ôm. Thấy gái cái mắt sáng rỡ à. Nghe đi nghe, chiều nay về mà không có tiền á, cho ăn rau má với bột canh tiếp. Có cần gì kêu chú nghe. Đợi chút nữa là nó mang đồ ăn sáng ra cho tụi con. Chú Tài. Đợi tí mày. Gì vậy?
Trời ơi chú, qua kiếm chú nè. Kiếm cái chuyện gì? Trời ơi trời, mới không gặp mày có 1 tháng mà giờ mày muốn dạng tao rồi. Dạ gì bệnh chú ơi. Mày bệnh gì mà râu ria mày mọc rồi mặt mày già thế ớn hả? Chú biết không, giờ nửa tháng nay rồi miệng mồm lạc nhách, ăn không có cái gì biết ngon hết trơn á. Rồi tay chân mày có bị ngứa không? Không, tay chân thì vẫn bình thường à, không sao hết trơn á. Tưởng tay chân mày ngứa, mày phải vô Nhi Đồng 2 á. Chi vậy, bệnh gì mà vô Nhi Đồng? Tao bệnh tay chân miệng á. Trời ơi chú ơi, cái bệnh đó con nít mới bị. Qua kiếm chú mà giỡn hoài, giỡn hoài. Mày lớn mày ở dơ mày cũng bị hả? Không, bị lạc miệng ăn không có ngon, cho nên lạc nó sa sút tinh thần lắm. Lạc miệng ăn không ngon? Dạ. Có ở chua gì không? Có thèm chua gì không? Ở chua thì có chứ không có thèm chua. Ờ, tưởng thèm chua là bị dính rồi. Dính gì? Có bầu á. Trời ơi, giỡn hoài, giỡn hoài. Tao vô mà căng thẳng rồi, quán xá người ta mà căng thẳng tao đâu có thích đâu. Ôi, đây nè. Sao nhạt mồm, nhạt miệng là sao? Là ăn không biết ngon mà nóng trong người lắm. Bây giờ chú có cái món nào mà ăn để cho nó mát bớt không? Cho đỡ lạc miệng không chú? Mà chữa bệnh cho ai? Chữa bệnh cho mày á hả? Cho con, rồi cho 2 đứa con của con à. Rồi cho con vợ của con nữa. Vợ mày với 2 đứa con cũng bị luôn. Con vợ của con giờ nó động trời lắm chú. Nó làm sao? Nó bị nóng trong người. Nóng. Nó nóng trong người, nó bức bối khó chịu lắm. Mà cái con này nó nổi tiếng là tánh nóng võ công cao nữa. Còn sao? Nó tối nó ngủ đâu có được. Nó cứ lăn qua nó trở lại, rồi có nhiều đêm đang ngủ gì nè. Nó dựng đứng lại. Trời ơi, đang ngủ nó dựng đứng lên luôn. Dạ, nó ngồi bật vậy. Có mèo nào nhảy ngang không? Không. Nó nóng quá nó ngủ không được. Mà nó ngủ không được rồi nó cũng không cho con ngủ luôn. Rồi đó. Bắt đầu hai vợ chồng giỡn nhau. Không có giỡn, hai vợ chồng cứ ngồi dòm nhau, dòm riết mà giờ hai cái mặt già đều hết trơn. Già đều. Ủa triệu chứng gì kỳ ta? Ngủ không được vậy thôi à. Rồi tay rồi mình mẩy tay chân nó có ảnh hưởng, có nó có nổi mục, nổi ghẻ gì không? Có. Mặt thì nổi mụn không mà người thì nổi mục lên rồi ngồi đâu cũng gãi hết trơn. Đúng rồi. Như cái triệu chứng mày nói là cái bệnh này bệnh nóng trong người nó phát quả ra nè. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao kỳ vậy ta? Tự nhiên nguyên gia đình mày bị hết nhạt mồm, nhạt miệng. Đúng rồi. Ăn uống tụi bay ăn uống làm sao? Chú biết không? Nó thấy nóng vậy đó, nó ra mà chợ nó mua rau má về. Nó nấu với bột canh, ăn suốt 1 tuần lễ. Rau má nấu với bột canh suông vậy đó hả? Đúng rồi, ăn 1 tuần lễ. Tao hơi hiểu rồi. Là sao? Mày có làm gì bậy bạ có lỗi vợ mày không? Không, thì con ban ngày con vẫn chạy xe ôm, vẫn đi làm bình thường thôi. Mày nhắc xe ôm tao mới nhớ. Vậy hôm qua tao ra ngoài chợ. Dạ. Tao thấy mày chở cô gái nào đẹp đẹp lắm, chân dài lắm. À. Mà tao thấy mày chạy mà mày không lo dòm đường. Mày quay qua mày cứ nói chuyện với cô đó, mày nói chuyện Nguyên Thiên mà mày cười hiếp con mắt mày lại luôn. Trời ơi, Nguyên Thiên cái gì thì giờ khách quen, chú biết ai không? Ai? Cô Hai Thơ sớm mình đi nè. Cô Hai Thơ dạ. Hả? Con là con lãnh mối chạy xe ôm cho cổ. Lãnh nguyên tháng luôn, cứ sáng là con chở cổ đi, cái chiều con đón cổ về. Chú có làm gì đâu. Vợ mày có biết mày chở chạy xe ôm chở cô Hai Thơ không? Trời ơi, biết chứ chú, khách quen mà. Làm gì cười vậy? Tao hiểu rồi. Hiểu gì? Cái chừng nào mày mới rước cổ về? À, thì chừng nào cái cổ điện cổ kêu con rước cổ về mà giờ này thì chắc cổ điện thoại giờ. Cổ điện thoại mày mới rước về. Gần tới giờ rồi nè. Có sao không? Gần tới giờ. Chú làm gì mà bí hiểm quá vậy chú? Cái này trong phần này nó dính tâm bệnh rồi con. Bây giờ là gần tới giờ rước cổ về rồi phải không? Dạ. Mày sẵn mày rước cô Hai Thơ mày mời tới quán này luôn đi. Vậy hả? Ừ. Dạ. Rồi mày mời vợ mày qua đây cho tao luôn. Dạ. Ê trời ơi. Gì? Chú bị sao vậy? Bị gì? Chứ không biết vợ con nổi tiếng là ghen lồng lộn hả? Tự nhiên giờ con mời cô Hai Thơ tới đây rồi mời vợ con ngồi ở đây. Rồi nó nói là con chọc gan nó ghen lồng lộn lên nó tử hình con chú ơi. Ủa? Mày sợ bị tử hình chứ mày không sợ rồi. ăn bột canh với cái rau má cả tháng hả? Thôi cái nào cũng sợ hết trơn. Cái nào cũng sợ thì giờ mời lại đi. Nhưng mà mời tới đây làm gì? Mời lại đi, tao có cách. Ủa? Anh sao vậy? Tôi rung. Gì đâu rung? Ê, dạ. Làm việc đi. Trời ơi, biết gì đâu làm chú ơi. Trời ơi, làm đãi đi, tao chỉ sao làm này. Làm việc đi. Thôi để lát nữa đi. Lát gì nhát cái gì? Anh cứ bình tĩnh quá chú ơi. Trời ơi, nhỏ lớn giờ mới làm chuyện động trời này chú ơi. Ê, hả? Bà chặn lửa tới. Ê. Chú Tài kia con qua quán cho Tài cái gì chú Tài ơi. Chú Tài. Mày đâu? À. Ông làm gì vậy? À, tôi. Cá? Tôi ngoại tình. Cái gì? Ông ngoại tình. À. Dạ. Hôn mới hôn trước mặt ai? Vợ lớn. Trước mặt ơn. Trời ơi, biết rồi vợ lớn. Diễn chơi không có gì mà coi ngồi cái gì? Ngồi yên. Tôi hỏi chú này nghe, hồi nào tới giờ nha.
Tôi rất là nể chú buông tay tôi ra. Dạ. Chú lợi dụng tôi hả? Nãy giờ thấy không? Con cứ bình tĩnh. Buông ra đi. Hồi nào bây giờ tôi rất là nể chú nghe chưa? Dạ, bây giờ tôi hết nể chú rồi. Ôi, sao giờ chú trả lời cho tôi biết đi. Cái quán này là quán gì? Quán bốn mùa. Hay là quán bia bốn mùa? Cái gì vậy? Ngồi xuống. Bà ngồi xuống đi bà ơi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi. Trả lời đi. Chú nói cho con nghe nha. Ở đây á, tụi nó diễn yêu đương gì á là chỉ là một vở kịch đóng cho con xem thôi. Đúng rồi đó. Đúng cái gì? Cái gì mà kịch ở đây? Chú lại như là tôi là con nít vậy, diễn cho tôi coi. Con không phải là con nít nhưng mà tánh tình coi như là con nít vậy đó. Con vừa thấy chồng con chở coi thơ hoặc có hành động gì là con ghen bóng ghen gió, con ghen lồng lộn lên. Mày nói hả? À, không có. Trời ơi. Tôi tâm sự chú Tài thôi hả? Thì sao chú Tài tâm sự chú Tài? À, nó tâm sự với tôi. Cái gì? Kêu chồng bằng mày luôn. Mày Phượng làm nhỏ này chưa? Mày không nghĩ vô chưa? Từng nào cho mày nói này mới được quyền mày nói này chưa? Rồi được rồi, để chú Tài nói. Con có biết không? Con biết con thương chồng con mà con không chăm sóc gì cho chồng con hết đó. Sao tôi biết con chăm sóc? Đàn ông mà chú nói cho con nghe. Ra ngoài đường á, gặp cô gái nào đẹp á là hay nhìn vậy thôi. Đúng rồi. Chứ về nhà vẫn thương vợ thương con. Đúng rồi chị. Đẹp mà không nhìn ở đuôi ơi. Con hỏi chú nè, nó nhìn á thì nó nhìn bình thường thôi. Đằng này hả, nó lỏ con bắt lên hai con đèn xe hơi vậy nó nhìn. Rồi ngược lại về nhà con, ủa tại sao nó không nhìn con? Con là con gái vậy thôi nó nhìn con. Nó về nhà giờ con nó hiếp mắt là con hỏi sao mày hiếp mắt hoài vậy? Nói, ôi trời ơi, lộn thượng quá, già quá, xấu quá, còn tức không? Trời ơi, trời ơi. Thôi. Chị ơi, vậy là đúng rồi. Nè. Mày im đi chưa? Mày im đi chưa? Tôi lại cô thơ ơi. Không phải, để chú nói cho vợ mày đâu nghe. Thứ nhất á là nó nhìn vậy thôi chứ con nhắm chồng con coi. À. Con đừng có đề cao chồng con quá, tội nghiệp cô hai thơ đây. Đó, và hơn nữa đó, chồng con phải biết yêu thương, phải biết lo lắng. Con đường tình yêu á của người đàn ông á, nó qua cái đường dạ dày. À. Là sao con không hiểu? Mà con ăn uống con cứ cho chồng con ăn uống cả tuần nay rau má với bột canh không? Hả? Không phải tôi than với lại chú thôi chứ tôi có mét gì đâu hả? Trời. Coi lại đi, con hỏi chú nè ha. À. Nó đi làm nó có đem đồng bạc về cho con đâu, không đem đồng bạc nào hết nha. Rồi bây giờ giật giá cái gì cũng lên á, đâu phải là con muốn cho chồng con ăn là rau má với bột canh không? Cái gì cũng lên, cái gì cũng lên rồi con hỏi chú không có tiền là con biết tốt cái gì cho chồng con ăn. Đây nè, bà đủ thừa tiền bạc đúng không? Tôi cũng đưa đủ tiền cho bà đúng không? Hồi đây. Sáng là trong bóp mày không còn đồng bạc nào hết. Đây nè, tiền đây nè. Cô thơ mới đưa cho tôi đó. Em đưa chị. Chú Tài xúc động á, vợ xúc động. Dạ, lấy tiền xúc động. Chú thấy chưa, bây giờ chú còn binh nó nữa không? Ủa gì binh? Hồi sáng này trong bóp nó không còn đồng bạc nào hết. Đúng rồi. Chở cô thơ đi. Nó bây giờ đi mới có chút xíu nó về, nó có được cả bạc tiền rồi nè. Có phải là đi làm trai bao không? Trời ơi, chị ơi, nghĩ sao tôi bao ông này vậy chị? Thì bởi bà ơi, bà đừng có đề. Tiền không có nhiều. Bà đừng có đề cao tôi quá được không? Tôi mà làm trai bao rồi ai bỏ tiền ra bao túi? Tiền nó không có vậy hả? Bà từ từ, bà bình tĩnh, bà nghe tôi nói nè. Bà cứ ghen bóng ghen gió không à? Tiền này là tôi chạy xe ôm cho cô thơ, một tháng cô trả cho tôi một lần. Trai bao cái gì mà trai bao? Hiểu chưa? Đó tiền chị. Chồng bay đi làm ăn nó chạy xe ôm nó chở cô thơ đây đi làm nè. Đó tiền cả tháng trời đó. Nó có thương bay hay không? Bay còn ghen bóng ghen gió. Sao mình không nói em biết là cả tháng nay mình gom lại như đây để mình đưa em làm cho em cho mình ăn. Trời chú thông cảm đi. Đâu phải là con cho chồng con ăn là nhà bột canh gì đâu, một tháng con có cho nó ăn mặn một lần rồi 29 ngày kia là con bỏ muối bỏ bột canh vô đó. Tại vì bảo giá đâu phải tại vì con đâu. Chú biết thời bảo giá đó người đàn bà đi chợ khổ sở lắm, người nội trợ mới bắt đầu đi chợ mỗi lần tính toán tiền bạc cực nhọc dữ lắm đó. Nhưng mà con phải biết cách nấu cho chồng cho con ăn, nó phải có chất đạm, có chất protein trong người nó mới khỏe khoắn, nó khỏe mạnh chứ con cho ăn kham khổ vậy nó bệnh cái tiền thuốc còn hơn nữa. Đó bà nghe chưa? Em nghe rồi, em xin lỗi chồng, xin lỗi nghe. Đó dạ. Cái đó là tâm bệnh á, đó cái này là gọi là tâm bệnh mới nấu cho chồng ăn rau má với bột canh không. Chứ cô hai thơ đây á là đi làm là nhờ nó chở đi làm rồi chiều nhờ nó rước về để có người giống như là bảo vệ, cổ sợ con gái đi một thân một mình rồi bị người ta dòm ngó, người ta chọc ghẹo. Chứ nhắm chồng con coi, ai mà làm trai bao, nó có nước ta bao bố nó quăng xong á. Bà nghe chưa? Con hiểu chưa? Còn bây giờ muốn ăn canh rau má không? Để chú chỉ cho, nấu đơn giản mà rẻ tiền nữa. Một canh nữa. Không, canh rau má nấu với tôm. Canh rau má nấu với tôm. Con về á, con mua 200g rau má. Nhớ lựa rau má non nha. Dạ. Rồi về ngâm với nước muối trong 10-15 phút cho nó sạch cái ba cái vi khuẩn nó ra đi. Dạ. Rồi con mua 20g tôm khô. Nếu không có tôm khô con mua tôm tươi 50g cũng được. Dạ. Xong con về con cũng ngâm nước cho nó nở tôm khô ra. Còn nếu tôm tươi thì mình chỉ lột vỏ rửa sạch thôi khỏi ngâm. Dạ. Đó, nhớ tôm khô khi ngâm xong xuôi mình giã tôm khô ra hoặc mình giã tôm ra. Mình bắt nồi nước sôi lên. Mình bỏ tôm vô. Sau xuôi khi mà nó sôi lên đó mình bỏ rau má vô nêm nếm vừa đủ bắt xuống dùng là được.
Nhưng mà nhớ nha, nó là vị thuốc không á. Cái vị rau đắng của rau má đó là nó chữa bệnh viêm họng cho mình mà nó thanh nhiệt luôn á. Dạ mà mình không có tôm á, rồi cái mình làm thịt được không? Thì thịt mình thấy thịt chua là tôm liều lượng đó, thí dụ như 20g tôm khô thì mấy bây giờ không có tôm thì mình thấy chục 50g thịt. Mình băm nhuyễn ra, băm nhuyễn nêm nếm vô cho rồi, nó ngon dạ, nó ngọt, dạ. Cho có chất protein. Hay quá. Thì khi chồng con ăn vô đó, nó có vị mát của rau má nè, dạ. Có vị đạm mà vị ngọt dạ. Của tôm nè, nó ngọt thấm lượm đầu lưỡi luôn, chú. Làm sao mà nó không thương con nữa. Chú. Cảm ơn chú Tài. Chú cho con học với chú. Dạo này hả, con thấy trong người con nóng quá chú ơi. Ừ, nếu con cần, nếu mà con ở con mình thì cứ qua đây đi, chú Tài nấu cho con ăn luôn. Dạ, cảm ơn chú. Em về em nấu cho chồng ăn, em nấu cho con nè, ăn. Nè, hồi nãy giờ chú Tài nói rồi bà giả lia lịa rồi, bà có nhớ không? Ờ, có nhớ không chị? Nói cái gì quá không nhớ gì hết đó. Trời thôi đợi con nha, con lấy cái sổ con viết rồi ghi vô, chú đọc lại cho con nha. Ừ. Dạ thôi khỏi rồi, tôi nhớ hết rồi, để về tôi chỉ lại cho bà. Chắc chắn phải không? Ừ. Thôi bây giờ bà ngồi đi, tôi chở cô Thơ về, tôi quay lại tôi đón bà nha. Thôi. Sao vậy? Chở hai người về luôn đi. Cho có chị có em. Hai người không ăn phạt á. Quên, không đúng luật phải không? Thôi, anh chở cô Thơ đi trước đi. Xong rồi cái anh vòng lại quán chú Tài, cái anh đón em. Ở đây em học chú Tài thêm vài món nữa. Trời. Nhưng mà nhớ nghe chưa? Nhớ đường đi thì phải nhớ đường về. Rồi, nha. Anh nhớ rồi. Trời ơi. Thôi, em đi nha chị lớn. Con đi nha chú. Quỷ sao? Thôi, em giỡn, con đi chú ơi. Đi nha, rảnh rồi ghé quán chú. Dạ, cảm ơn chú Tài. Đâu cần gì cảm ơn, tụi nó đi rồi, giờ tính tiền nước đi. Như vậy canh rau má nấu tôm chính là món ăn mà chương trình giới thiệu đến chúng ta ngày hôm nay. Cũng là một món ăn quen thuộc phải không thưa quý vị? Nhưng đó sẽ có những tác dụng như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được biết qua phần trao đổi với hai vị khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ Đông y Phan Quốc Hưng. Xin chào Tuyết Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy. Chào Tuyết Vinh, chào bác sĩ Hưng, kính chào quý vị khán giả. Có thể nói đây là một món ăn không hề lạ đối với người dân Việt Nam của mình. Tuy nhiên về mặt đông y thì rau má và tôm thì sẽ có những cái tác dụng như thế nào? Anh ơi có thể chia sẻ với mọi người được không? Thì thay là một cái món canh ha. Thì dạ. Cái rau má như mình cũng là Tiết Vinh chắc cũng có thể là sử dụng nhiều rồi. Dạ. Thì rau má thì mình thấy là theo đông y nó là có một cái vị đắng ha. Tính nó là tính mát. Thì người ta thấy rau má mình có thể xay mình uống hoặc là mình nấu nước, mình nấu canh cũng rất là tốt. Thì cái rau má nó có tác dụng là thanh nhiệt, nó tiêu viêm, nó dưỡng can và nó giải độc. Thì những cái trường hợp mà nóng sốt nè, những trường hợp mà viêm nhiễm, đặc biệt là viêm nhiễm đường hô hấp nè, đường tiết niệu thì mình uống cái rau má rất là tốt. Thì ngoài ra thì mình thấy đây là có một cái tôm nữa. Thì tôm theo đông y cũng là một cái vị thuốc. Thì mình thấy là tôm nó có một cái vị ngọt, tính bình, không độc. Thì trong cái tôm á, đông y là nó có tác dụng là bổ khí huyết nè, nó mà mạnh gân xương. Ngoài ra nó có tác dụng là thông sữa, là ích khí nữa. Thì người ta thấy rằng ăn cái tôm á, thì nó có tác dụng là bổ dưỡng cho những người mà suy nhược cơ thể nè, còi xương, suy dinh dưỡng ha. Ngoài ra những cái trường hợp như là phụ nữ thiếu sữa đó, sau khi sanh mà thiếu sữa thì ăn tôm cũng rất là tốt. Nói chung tóm lại là cái món ăn này và nó vừa bổ dưỡng cho cái người suy nhược cơ thể, phụ nữ mà sau sanh á, thiếu máu, thiếu sữa rất là tốt. Ngoài ra nó còn làm mát nữa, nó chữa những cái trường hợp mà viêm nhiễm ha. Dạ. Và về mặt dinh dưỡng thì dường như đây là một món ăn rất là tốt cho sức khỏe đúng không chị Thủy? Trong cái món này thì chủ yếu là thành phần rau á. Thì dạ. Mình biết là rau nó cung cấp chất xơ, cung cấp vitamin. Và đặc biệt thì rau má phải là nó khá nhiều canxi ở trong đó. Cho nên nếu mình ăn được cái xác rau má thì rất là tốt. Chứ mình không chỉ ăn nước không ha. Rồi thành phần tôm là đây là phẩm cung cấp chất đạm, rất là giàu chất đạm và thành phần béo trong tôm cũng có. Và chú ý là trong tôm thì nó có khá nhiều triglycerid, cho nên nếu mình ăn quá thường xuyên thì có thể làm tăng cái thành phần này trong máu, và cũng đây là một thành phần trong mỡ máu. Tuy nhiên là tôm là cái thực phẩm mình có thể ăn nhiều hơn một chút, chứ là như thôi so với thịt á, thì một bữa ăn được khuyên là mình ăn khoảng 50g thịt thôi, nhưng đối với tôm mình ăn được tới 90-100g. Tuy nhiên với thành phần mà để mà chống còi xương á, thì mình phải ăn được cái thành phần vỏ của con tôm á, thì mới có nhiều canxi. Chứ con tôm mình hấp ra mình nấu canh rồi mình bỏ vỏ mình ăn cái nạc đó trong không á, thì không có nhiều canxi ở trong cái phần nạc. Cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều với những lời khuyên bổ ích dành cho quý vị khán giả. Và thưa quý vị, phần trao đổi với hai vị khách mời cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy thử thực hiện món canh rau má nấu tôm để đãi cả gia đình của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.